xin chào các bác nhé Chào mừng các bác cùng anh em đến với kênh âm thanh bãi HD ở trong video này thì bên cửa hàng tiếp tục về cho các bác những cái dòng đẩy so sát. lần này thì về hàng số lượng không có nhiều nhưng hàng cực kỳ là đẹp với phân khúc đẩy bãi hai kênh và thương hiệu của nó là MVP 550 nhé hàng chất đẹp cho các bác luôn với cái dòng chất bãi xịn thì các bác nhìn nó đã rất là khác rồi và các bác hãy đăng ký kênh của bên kênh âm thanh bãi để được cập nhật những cái sản phẩm là những cái video clip mới nhất của bên cửa hàng À, rất mong được các bác vào ủng hộ kênh cũng như là nhấn quả chuông, nhấn uh, nút đăng ký và các bác là những uh, người đã đăng ký kênh rồi thì các bác có thể ủng hộ kênh bằng nút like để tiếp tục uh, cập nhật về những cái sản phẩm để bãi so sắt về cho các bác nhé. cái model này thì bên cửa hàng bán rất là nhiều rồi, hầu như là có hàng là anh em đặt rất là nhiều, đấy và hình thức thiết kế thì đẹp, nói chung là tín hiệu vào đầy đủ bằng canon, đấy, có đường link này và có chế độ cắt cốt từng kênh nói chung là những cái hàng này nó là hàng xịn nhé dây nguồn rất là to Đấy, anh em các bác thấy dây nguồn rất là to đường giao loa của nó thì sẽ bằng lưu trích và cọc loa nhé à, có chế độ cắt súp từng kênh và đánh ở 8 ôm à, có nghĩa đánh một cặp thì các bác đánh 8 ôm còn đánh hai cặp thì chuyển về 4 ôm nhé hàng đẹp nhé hàng và nguyên bụi rất là đẹp và với phân khúc con này thì công suất khá là lớn để các bác có thể chơi những cái dàn loa từ 30 40 con này đánh hai cặp 40, đánh rất là ok. À, sử dụng với 16 sắt và 16 giờ than. Mà hình thức thiết kế thì nó mặt phay nhôm, một trong những cái mặt à, phải nói là rất là sạch sẽ và mặt phay nhôm này thì sơn tích điện màu đen. Sử dụng hai volume cho hai kênh. Cái size U này chắc thì nó khoảng à, cao khoảng 7 cm nhá, 7 cm. Con này thì nó có cả quay sách này, rất là cứng cáp luôn. Chế nát thì tất cả là chế lắp bi nhé con này thì tiếng sáng lời hay. Và đặc biệt là các bác à, đi đánh đám cưới hay là sự kiện, miền nam thì hay chơi kiểu kéo thì các bác có thể sử dụng những cái dòng này. Các bác đầu tư một con đẩy thì về cái hàng hóa thì nó chất lượng từ những cái phần linh kiện bề ngoài đến những nội thất bên trong nhé. Hình thức bề ngoài nó đã bắt mắt rồi, bên trong của nó thì nội thất nó phải đẹp. thì các bác sử dụng con này lên tới 5, 7, 10 năm thì nó không ảnh hưởng gì và cái giá thành, giá trị của nó rất là cao. bác nhé. Thì à, cuối video thì bên cửa hàng sẽ báo giá cụ thể cho các bác để các bác nắm bắt được cái giá cả Đợt này thì có giá tốt cho các bác nhé Hàng đẹp xuất sắc luôn Nói chung là những cái này nhập hàng rất là thích đợi chờ những cái lô hàng này cũng khá lâu rồi Đấy. Hàng các bác đặt rất là nhiều với những cái mã sò sắt này Và đây là cái nội thất mà cửa hàng đã tháo nội thất ra để quay chi tiết cho các bác nhé Đấy. Cái này thì vẫn còn Cái số Đấy. Số lô Và trên này thì nó khắc cả những cái thời gian này Đấy, cũng như là con này tụ thì tụ chân kép hết này Đấy, tụ quay bên dưới nhá Đấy, tụ chân kép hết tám tụ giơ le phần đầu nguồn nói chung là những cái dòng sò sắt này thì mình chỉ cần tìm những cái con nó đẹp như này thì nó đánh nó bền quá nhá đánh bền sò mờ di nhá sò mỹ này sò mexico này sắt từ rất là đẹp những con ốc của nó ốc bảy màu nhé về linh kiện thì lần này bụi bụi nhưng vẫn rất là đẹp các bác nhìn những con đẩy này thì bác chơi hay bày đẹp và nguồn biến áp con này thì chắc chắn là nguồn rất là to và nguồn đồng và những cái sợi dây đồng nó rất là nhiều nó dày như này mà Nên nó không như các đẩy rẻ tiền hoặc đẩy nhái nhé những cái dòng này thì về cái độ bền độ chất của nó thì nó làm rất là chi tiết từ phần cái linh kiện nhỏ nhất của nó để cấu thành nên một con đẩy hàng đẹp quạt con này thì thiết kế hẳn hai quạt gió nhé cái thời gian để đánh một con đẩy bãi thì nó thường thường từ cầm 3 đến 4 tiếng các bác chơi karaoke nhưng mà con này thì các bác đánh thoải mái luôn các bác thích đánh bao giờ được nói chung là cái con sò ở cái nhiệt độ cao nó sẽ chịu được cái tải ví dụ như sò sắt thì nó chịu nhiệt rất là tốt và thứ hai là nó chịu được uh, có nghĩa đánh nóng máy lâu rồi đánh càng lâu thì nó lại chịu đòn càng tốt và tiếng nó rất hay đặc biệt là cái sò sắt nó lại hay thế nên, nên là các bác đã chơi sỏ sắt rồi thì các bác ở cùng phân khúc giá thành thì các bác không muốn chơi những dòng sò khác nữa thì hiện tại thì cửa hàng đang cập bến cho các bác là những cái dòng đẩy bãi sò sắt với 16 sắt 16 than thương hiệu mp MMP 50 và hàng thì hàng đẹp xuất sắc nhé đợt này về thì hàng rất là đẹp Nói chung là những cái lô này thì cửa hàng đặt khá lâu rồi Đấy, Hiện tại có hàng cho các bác Đầy đủ các cổng ăn chơi cho các bác nhé Từ cầu loa này Không có một cái cầu loa nào bị gãy nhé Hàng rất là đẹp Thì giá thành của nó sẽ là 5 triệu 500 ngàn Giá này thì sẽ báo giá cho các bác là giá tại cửa hàng nhé Để các bác tham khảo trước khi mua những cái dòng sản phẩm Về con này thì bao cho các bác đánh hai cặp 30 căng đét hoặc hai cặp 40 Đấy thì về súp đơn thì các bác đánh những cặp súp 50 từ 2 cô 100 giá thành nó sẽ là như vậy anh bác nhé 5 triệu 500 ngàn Giá này thì em báo tại cửa hàng Và các bác có nhu cầu thiện chí mua hàng Có thể alo trực tiếp tới số máy cửa hàng là 0396855 Tại 19 các bác nhé